Hỏi: ba con làm nghề gì? Con trả lời: ba con làm siêu nhân. Cả lớp cứ cười con hoài à. Mà ba con làm siêu nhân thiệt mà. Ba con lại đội nón giáp. Không có thứ vũ khí nào có thể chặn được vào đầu ba con. Ba con đeo găng tay siêu năng lực, có thể nâng cả tòa nhà lên bằng một bàn tay. Nói các thần lực của ba con khả năng biến hình để ba con làm việc không bao giờ mệt mỏi. Ba con lúc nào cũng cười, cũng vui. Ba con là siêu nhân thợ xây số 1 dãy ngân hà. Yeah.